hôm nay tròn 50 năm giải phóng huyện Ba Tơ. 50 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trên mảnh đất Ba Tơ anh hùng đã diễn ra 45 ngày đêm chiến đấu ròng rã với thắng lợi hoàn toàn đã thuộc về ta. Chiến thắng trong chiến dịch giải phóng huyện Ba Tơ năm 1972 là hoa chiến công góp phần làm thay đổi cục diện quân sự toàn khu năm, tạo điều kiện cho quân ta mở hành lang chiến lược đưa những binh đoàn từ đường Trường Sơn Đông về đồng bằng giải phóng các tỉnh duyên hải miền Trung, góp phần làm nên chiến thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước. Chiến thắng Ba Tơ mãi là niềm kiêu hãnh, là niềm tự hào, là động lực để các thế hệ hôm nay tiếp bước phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương giàu đẹp. Những người lính khi xưa tham gia giải phóng Ba Tơ, nay tuổi đã cao, nhưng ký ức về những năm tháng chiến đấu gian khổ vẫn còn nguyên vẹn, trở thành kỷ niệm hằn sâu trong ký ức mãi không quên. Với cựu chiến binh Đinh Ngọc Đê, nguyên là phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng huyện đội Ba Tơ, 45 ngày đêm cùng đồng đội chiến đấu oanh liệt, giải phóng huyện Ba Tơ là niềm tự hào, trở thành ký ức khó phai trong cuộc đời binh nghiệp. Ba Tơ thì các ông chí biết, nó là y như là Điện Biên Phủ thứ hai á, là 45 ngày đêm á, là chiến đấu, coi là chúng ta là có khi là con gạo thì tiếp tế không kịp thời thì rất là đói, cho nên là mình cố bao vây cho được và đánh cho được các quân giải phóng, cho được là quân lý Ba Tơ, quân lý Ba Tơ đánh cho quân lý Ba Tơ xong á, là vừa rồi chủ lực giao là cho bộ đội địa phương quản lý và chốt giữ. Rồi bắt đầu chủ lực á, với là đặc công của quân khu 5 á, là qua cái bao vây cái trận địa biệt kích Đá Bàn. Tiếp bước truyền thống của quê hương Ba Tơ anh hùng, qua những chuyến hành trình về địa chỉ đỏ đã giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, từ đó nỗ lực vươn lên trong học tập, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Là thế hệ trẻ được sinh ra và lớn lên trong thời bình, chúng tôi rất là biết ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh, đã ngã xuống để đất nước có được hòa bình, độc lập như ngày hôm nay. Thì phát huy truyền thống của đội du kích Ba Tơ anh hùng, tuổi trẻ lực lượng vũ trang nguyện ra sức học tập, phấn đấu, rèn luyện để đóng góp công sức của mình vào xây dựng quân đội, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Tiếp tục phát huy cái vai trò của hội cựu chiến binh các cấp trong nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ bằng các câu chuyện, kể chuyện chiến đấu tại các trường học và kể chuyện truyền thống tại các buổi sinh hoạt ở cơ sở. Từ đó khơi dậy lòng tự hào và phát huy cái truyền thống đó trong cái nhiệm vụ xây dựng quê hương cũng như tiếp tục tăng cường cái giáo dục các thế hệ trẻ mai sau về những tấm gương anh dũng đã làm nên cuộc khởi nghĩa Ba Tơ và hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống đó trong xây dựng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh. 50 năm đã qua nhưng âm vang chiến công 45 ngày đêm giải phóng Ba Tơ vẫn vang vọng. Phát huy truyền thống anh hùng trong hai cuộc kháng chiến, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Ba Tơ đoàn kết một lòng xây dựng Ba Tơ ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống cách mạng, với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cách mạng tiền bối.